Cái này thì hồi nãy anh cũng có chia sẻ rồi. Dạ. Là nếu tùy theo điều kiện công việc của mỗi người. Dạ. Thì cái duyên nó đã đến, nhưng mà chỉ còn cái nợ nữa thôi. Đó là quyền của hai đứa sẽ coi cái sự đồng cảm nó có thật là thấm thiết hay không. Dạ. Thì cái chuyện mà anh di chuyển xa nhà cũng không đến, không có vấn đề. Xin mời nhà gái. Chào em, mời em ngồi. Mời em trai. Xin mời nhà gái giới thiệu về mình nào. Dạ em chào chị Ngọc Lan, chào chú Quỳnh Linh, chào bạn trai bên kia, dạ chào đàn trai, dạ chào quý vị khán giả trường quay. Dạ em tên là Hoàng Thị Hồng, em sinh năm 1995, hiện tại em đang là giáo viên cấp 2 dạy môn ngữ văn. Em sống ở Đồng Nai nhưng mà em làm việc ở bên Bà Rịa Vũng Tàu ạ. Rồi em trai. Dạ em xin chào MC Quyền Linh, chị Ngọc Lan, bạn nữ bên kia và tất cả quý khán giả đang có mặt ở trường quay cũng như khán giả đang theo dõi trên sóng truyền hình. Em xin tự giới thiệu, em tên họ đầy đủ là Ngô Minh Toàn, hiện đang công tác ở công ty Map Pacific Singapore. Em làm gì đó Toàn? Dạ em làm nhân viên kinh doanh. Rồi em ở đâu? Hiện em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Trời, hai đứa nó ở gần ghê á. Không sao, có nhiều người ta yêu nửa dòng trái đất ta vẫn cưới nhau mà. Vấn đề là nếu mà tình yêu đủ lớn thì cả hai nhập về một mối ha. Mối chỗ nào tốt nhất thì về chỗ đó. Dạ. Thôi, bây giờ ưu điểm khuyết điểm nhà gái là sao nè? Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, biết tiếp thu ý kiến của mọi người xung quanh. Em thì biết nấu ăn các món ở trong bữa cơm thường ngày. Còn hạn chế của em là đầu tiên là em hay thức khuya. Thứ hai là em hơi sợ mập hay là làm biếng ăn cơm. Nhưng mà em chỉ thích mấy cái đồ ăn vặt như là bánh tráng này kia thôi. Nghĩa là không ăn cơm mà ăn mấy kia thôi ạ. Em ơi. Dạ. Bánh tráng đó mới là mình mập đó em. Dạ không, em chỉ ăn bánh tráng thôi, không ăn cơm vậy. Nghĩa là em chỉ ăn mấy cái bánh tráng thôi xong rồi. Bánh tráng cũng từ bột gạo đó em, cũng mập lắm nghe. Và bánh tráng chưa kể hành phi nè, rồi bơ nè, rồi tấp mỡ hành nè. Trời ơi, mấy cái đó mập dữ lắm em ơi. Đừng có nói mập. Tôi cấm nói chữ mập, ảnh hưởng nhiều người. Tôi đang cảnh báo thôi. Người ta dùng từ múp míp cho nó dễ thương. Còn bên đây sao, ưu điểm khuyết điểm sao? Dạ, ưu điểm của Toàn là nhiệt tình, cũng vui vẻ hòa đồng giống như bạn gái bên đó. Biết quan tâm, tôn trọng mọi người xung quanh và biết quan tâm gia đình nhiều. Được, vậy là tốt rồi. Có khuyết điểm gì không Toàn? Khuyết điểm của em thì sống thì cũng hơi khá nội tâm xíu. Nội tâm là sao? Tức là những cái gì mình suy nghĩ, mình cảm giác là không giải quyết được thì mình không có nói ra. Ngồi khóc. Tự buồn mình vậy. Có khóc không? Thì có. Trời ơi. Tôi nhìn tôi biết là vậy thôi chứ yếu đuối lắm. Khóc những cái lúc mà mình cảm giác là chỉ có một mình. Hay khóc một mình đó. Thì tôi coi nhà gái coi sao. Trời, cô giáo dễ thương quá. Dạ. Cô giáo mấy mối tình rồi? Dạ chưa luôn ạ. Trời, người dễ thương gì mà thằng ông đâu cũng lẽ ông mấy ông bịt mắt là hết rồi phải không? Sao thế hệ trẻ bây giờ sống phí quá vậy? Sao hay là cô giáo khép nép quá, không có mở lòng mình, không muốn yêu ai? Dạ không ạ, chỉ là ví dụ như lúc hồi đi học đó chú, là con có cũng cảm nắng cái bạn kia thôi. Xong cái nghĩ là chắc là còn nhỏ đi học nên là hai bạn là cũng chỉ nhắn tin chơi rồi sau đó là thôi, là con cũng lên học trên thành phố rồi thôi. Thì sau đó đến sau này á, lúc đi làm rồi là con cũng có thích một cái bạn kia. Là cũng thỉnh thoảng là cũng có nhắn tin qua lại, nhưng mà cái anh nó kiểu dạng như là thích con và dự phòng. Cô giáo dễ thương nào bỏ qua một cô gái như thế này, nào bỏ qua cô giáo gì được hết trơn. Bên đây đường tình duyên sao vậy Toàn? Em thì trải qua hai mối tình. Mối tình thứ nhất á là thời sinh viên của em. Nhà thời sinh viên thì lúc cô đó luyện thi chung nhà trọ một thời gian, quen tầm được 6 tháng. Còn mối tình thứ hai? Dạ, mối tình thứ hai á là kéo dài khoảng 2 năm ngoài. Dài lắm mà sao chia tay? Là lý do là xa mặt. Bởi vì hiện tại em mới ngộ nhận ra được một điều, đó là xa mặt cách lòng nó dễ dẫn đến tan vỡ trong cái vấn đề tình cảm cũng như là trong vấn đề hôn nhân. Bây giờ xa nhưng ngày nào cũng nhìn qua điện thoại hết ha. Em thông báo cái mẫu người lý tưởng của em mong muốn thế nào, có giống cô giáo bên kia không? Mẫu người lý tưởng của em thì cũng đơn giản lắm, giống như tính cách của cô giáo bên kia.
đó là vui vẻ hòa đồng, rồi cũng biết quan tâm và tôn trọng mọi người xung quanh. Ừ, bóp bây giờ muốn móp cái đầu con ấy luôn rồi kìa. Ngồi lúc mà anh kia dễ thương lắm. Dạ. Hiền lành, vui tính. Thấy không? Dạ. Rồi có món quà cũng thú vị nhưng bị móp cái đầu chút thôi. Dạ. Mình mong muốn một mẫu hình lý tưởng thế nào? À, dạ, đầu tiên con là con thích là tính cách là vui vẻ, hòa đồng. Nó vui. Có một chút xíu hài hước. Anh bên kia có? Dạ, là biết lắng nghe. Dạ. Hiếu thảo, quan tâm tới gia đình hai bên. Hồi nãy anh yêu cầu như vậy là chắc chắn anh sẽ là người như vậy. Không hút thuốc ạ. Không gia trưởng. Đợi hỏi, con hút thuốc không? Chắc không hút đâu. Dạ không. Có gia trưởng không? Dạ không. Rồi. Tính về gia trưởng gì nói. Tính nó dễ thương lắm. Dạ. Tính nó giống như Doraemon vậy đó. Dạ. Không, con cũng thích coi hoạt hình lắm. Ủa vậy đó hả? Một hồi con sẽ được coi. Dạ. Có con cổ Doraemon bị móp cái đầu chút xíu thôi. Cô giáo đi với ai vậy? Dạ con đi với lại các chị trong trường và thầy ạ. À, thầy cứ ngồi. Thầy cứ ngồi đi thầy. Dạ, xin phép chào MC Quyền Linh và MC Ngọc Lan. Chào gia đình bên nhà trai. Về Hồng á, rất là nhiệt tình, rất là hiền lành, đặc biệt là nghiêm túc, rồi rất có cái lòng thương người. Còn về bạn trai bên này á, thì bạn cũng có công việc ổn định, cũng có những cái quan điểm khá là tương đồng với bạn Hồng. Và một lát nữa hai bạn tiếp xúc với nhau, nếu mà có cái cảm xúc rung động thì tôi nghĩ hai bạn nên cho nhau cơ hội. Cảm ơn thầy. Toàn đi với ai Toàn? Dạ em đi với cô Tư, chú Bảy, đồng nghiệp và cô bạn của cô Tư. Hùng hậu quá. Cô Tư, dạ. Chú Bảy, dì Tám nè ha. Dạ cô Tư đó ạ. Bạn hai đây kia. Cô Tư đây dạ. Chào Quyền Linh, chào Ngọc Lan. Cô Tư khỏe không? Khỏe. Hôm nay cô Tư đến đây thì cháu Toàn cũng ế dữ lắm lâu rồi, nhưng mà hối hoài. Toàn là công tác ở bên Vũng Tàu. À. Cô Tư cũng có chồng ở Vũng Tàu. Trời ơi vậy ngon rồi. Thì cô Tư nói với con nè. Dạ. Hai đứa lên tới đây thì có duyên rồi, mà thêm một cái nợ nữa thì cô Tư mong làm sao hai đứa mở gào ra, trái tim rung động, cô Tư xin hai đứa bấm nút. Đó là như vậy. Thấy thương không? Thương quá. Nếu như hai đứa tiến gần nhau nữa, tìm hiểu sâu nữa thì cô Tư xin cuối năm nay cưới luôn. Gia đình ngon lắm rồi. Ngon luôn. Chuẩn bị sắp xếp đàng hoàng hết, không thiếu gì, nhưng chỉ còn thiếu cô dâu mà thôi. Đó, cô Tư nói rồi, nếu như ấy là cô Tư cho cái nhà luôn. Trời đất ơi. Cô Tư thiệt là ngon rồi nha. Toàn, cô Tư nói nè, rất là xinh, rất là thông minh. Cô Tư nói vậy nha. Vậy ok, nha. Rồi. Cảm ơn cô Tư. Vậy là ngon rồi đó nha, cô giáo là có thêm cái tinh thần động lực rồi đó. Vấn đề là mình rung động là mình bấm luôn. Nào. Mở nào. Tiến tới mạnh dạn lên nào. Toàn. Anh chào em. Dạ chào anh. Anh có món quà tặng em để làm quen trong ngày hôm nay của chương trình. Bạn muốn hẹn hò. Dạ. Dạ rồi, cảm ơn anh nhiều. Dạ. Món quà này thì thật sự là cũng có một cái ý nghĩa đối với anh. Còn Doraemon thì nick Facebook của anh là Doraemon. Dạ. Doraemon thì cũng gần giống như anh hả? Dạ. Cũng tròn tròn nhưng mà nó sẽ bên cạnh em từ giấc ngủ. Và trong đó thì có thêm một con Doraemon này nữa. Con Doraemon này thì khi mà em đi di chuyển đi dạy. Dạ. Thì nó sẽ trên em mọi nẻo đường. Dạ. Anh muốn em nghĩ là anh lúc nào cũng ở bên cạnh em hết. Dạ em cảm ơn anh nhiều ạ. Dạ. Đây chị cầm cho. Có Doraemon thứ ba để đứng đó. Dạ đến với chương trình ngày hôm nay em cũng có một món quà tặng anh à. Dạ. Anh gục quá không biết anh mở được không nên ơi. Tặng Nobita nữa. Suka. Dạ cái đó là mặt nạ. Để có gì có thời gian là mình cùng đắp mặt nạ dưỡng da. Để sau này không thì mình cùng dưỡng da. Rồi hai đứa về vị trí ngồi đi nào. Hai đứa là mấy chục năm mới gặp nhau đó. Coi cảm nhận sao nè. Anh thì cũng ba mươi mấy năm nay mới được gặp em. Dạ. Trái tim thì hiện giờ nó không biết nó đang nằm đâu luôn.
Dạ không biết nó chạy đi đâu nữa. Nhưng mà những cái quan điểm của anh bày tỏ nãy giờ thì anh cảm giác là em là cái người mà khá là phù hợp với những cái suy nghĩ của anh hiện tại. Dạ. Em thì bình thường em đi làm chạy xe đến 20 cây. Dạ. Rồi dạy như vậy là giờ hành chính, rồi cuối tuần được nghỉ. Cũng không hẳn là cuối tuần nghỉ anh, thế rồi trong tuần là sẽ có những ngày em được nghỉ. Ví dụ như là em dạy thứ hai, thứ tư, thứ sáu, em sẽ được nghỉ thứ ba với thứ năm. Vậy đó. Ba, thứ năm. Dạ. Em dạy cấp mấy? Dạ em dạy cấp 2 ạ. Dạy cấp 2. Thì sao mà tình cờ nó nói là sự cái này ha, có thể là bộ phận ekip chương trình đưa anh vào đúng vào cái đối tượng của anh đang tìm hiểu, anh đang muốn tìm người đó. Trời ơi, tìm hiểu hai ghép hai cái hồ sơ hai bạn là lâu lắm á. Tao thức ròng rã 9 ngày 10 đêm đó. Tao lọc ra cả ngàn hồ sơ. Dạ. Mới ra hồ sơ các bạn đó. Giờ mình nói chút xíu về quan điểm hôn nhân giữa hai bạn đi. Dạ thí dụ như hồi nãy anh nói là thí dụ mà sau này chúng ta có tiếng sang nữa. Em thì em nghĩ là em chắc là em sẽ ở Đồng Nai, tại vì em khá là thương gia đình, là em cũng muốn ở gần ba mẹ em. Có gì là ví dụ là cuối tuần em hay về nhà chơi vậy đó, anh có thể là lên chỗ Đồng Nai làm được hay không ạ? Cái này thì hồi nãy anh cũng có chia sẻ rồi. Dạ. Là nếu tùy theo điều kiện công việc của mỗi người. Dạ. Thì cái duyên nó đã đến, nhưng mà chỉ còn cái nợ nữa thôi. Đó là quyền của hai đứa sẽ coi cái sự đồng cảm nó có thật là thấm thiết hay không. Dạ. Thì cái chuyện mà anh di chuyển xa nhà cũng không đến, không có vấn đề. Nói chung là công ty Đồng Nai mà. Dạ dạ, công ty thì ở khu công nghiệp Amata. Thật ra hai bạn đủ suy nghĩ để có thể quyết định. Đúng rồi. Khi mà tình yêu đủ lớn ở đâu cũng được hết. Quan trọng các bạn có yêu nhau hay không thôi. Nào, yêu nhau không hãy đứng lên. Nãy giờ chúng ta nói chuyện rất nhiều. Bây giờ chúng ta cầm tay nhau để xem cái tình yêu nó có truyền cảm giác cho các bạn hay không. Nãy giờ qua cuộc nói chuyện đó với nghe người thân nói thì các bạn cảm nhận về nhau thế nào? Bạn trai nói trước đi, cảm nhận về cô gái thế nào? Trời ơi, còn gì đâu mà nói. Cô gái. Dạ, hiện tại thì em thấy ảnh đang hơi rung mà. Nóng tay em rất là rung luôn. Thì dĩ nhiên nó rung nó mới hung đó. Hung cho bớt rung. Dạ, em thấy ảnh rất là dễ thương. Dạ, cũng phù hợp với tính cách của em. Dạ. Em có thể hát một bài đó tặng cho bạn gái. Cứ nắm tay tới đừng buông nha. Để gửi tặng bạn gái lần đầu tiên gặp nhau trên chương trình này. Dạ. Thì em xin gửi tặng một đoạn trong ca khúc Và Nơi Tình Yêu Bắt Đầu. Ta quen nhau đã bao lâu rồi, hỡi đêm đêm có hay, mà giọt buồn hoài vương trên môi mặn đắng. Ta quen nhau đã bao lâu rồi, hỡi đêm sao vẫn cứ đêm dài, để mình ta với con tim khô càng xa băng. Nhiều đó được rồi các bạn. Chúng ta đã cùng trao đổi với nhau thời gian khá dài rồi. Và bây giờ hãy lắng lòng mình lại để kiểm tra xem đây có phải người mà cùng mình nắm tay đi hay không. Nếu phải, đừng ngần ngại bấm ngay cái nút đó. Còn không phải, chúng ta không nên bấm. Đừng làm mất thời gian của đối phương. 1 2 3. Hết thời gian. Hãy nắm tay nhau nào. Chính thức các bạn đang hẹn hò với nhau. Yeah, cô Tư ơi, con có người yêu rồi. Dễ thương quá à. Bây giờ nụ hôn đầu tiên. Anh xin phép cho anh hôn em một cái. Dạ. Mời nhà trai. Mời đi em trai. Mời nhà gái. Chào cô gái, mời em ngồi. Mời bạn nam. Giới thiệu về mình đi. Chào MC Quyền Linh ạ. Chào chị Lan, chào quý vị khán giả. Chào đàn gái và chào bạn gái bên cạnh ạ.
Em tên là Vũ Văn Tự, em đến từ Gia Lai. Em là lập trình viên. Công việc hiện tại của em là công việc remote full time. Remote full time là gì Tự? Dạ là lập trình viên tại nhà. Tức là mình làm công việc tại nhà thôi. Dạ. Hiện nay mình làm ở đâu? Em làm ở Gia Lai luôn. Gia Lai luôn? Dạ. Nghĩa là từ Gia Lai mình xuống thành phố Hồ Chí Minh này. Dạ. Đến tham gia chương trình hả? Dạ dạ. Mời nhà gái. Mời nhà gái nào? Dạ em chào chị Ngọc Lan, chào anh Quỳnh Linh và bạn Nam và tất cả mọi người trong trường quay ạ. Em tên là Hiền, năm nay em 31 tuổi, hiện tại em là giáo viên piano tại Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em sống ở đâu? Dạ, gốc của em là ở Hà Tĩnh. Rồi, ưu điểm khuyết điểm của mình là gì Tụ? Ưu điểm của em là người vui vẻ, hòa đồng. Em là người hướng ngoại, thích nói chuyện. Em có tài lẻ một chút, đó là em có thể chơi các loại nhạc cụ sáo. Như là sáo bầu, sáo... sáu ngang, sáu ba gu và sáu điện tử. Khi đến chương trình thì em cũng có tập một tiết mục thì em góp vui luôn đó. Làm luôn. Bên nhà gái nghe thổi sáo nha. Sáo này sáo điện. Được rồi em ơi. Mới gặp người yêu thổi bài đứt ruột. Em còn tài lẻ gì nữa không Tự? Em còn làm thơ nữa. Làm thơ nữa? Dạ, em có mang một tập thơ cho em viết, bao gồm 6 bài thơ. Đọc thử một đoạn nha. Cánh phượng hồng khép lại, thời mộng mơ ngây dại tuổi học trò. Mối tình đầu chỉ là đôi cánh nhỏ, giờ nằm lặng yên trong trang giấy, giấy mộng mơ. Những cánh bướm của loài hoa màu đỏ không còn tươi thắm lại bao giờ. Đó là mở đầu ạ. Rồi. Nói chung bạn trai đây cũng có nhiều tài lẻ ha. Điểm mà em chưa thấy được của em là điểm gì? Về nhược điểm của em thì em là người ăn chay trường. Và cách đây là 3 năm rồi. Do đó nếu mà bạn gái chấp nhận em thì trong việc nấu nướng nó chi li hơn một chút. Ví dụ như là hôm đó có món thịt luộc chẳng hạn thì phải có 2 chén nước mắm. Cái việc mà nấu đồ chay thì em nấu, em biết nấu. Nhưng mà em lại không nấu được đồ mặn là em không nêm nếm được. Và thứ hai là em thì cũng hơi không có bụng sáu múi. Là cũng hơi bụng hơi nhiều mỡ xíu. Đừng nói, chuyện nó giấu đi. Giống như anh thôi, đừng nói. Bây giờ bên đây vậy, còn bên nhà gái sao nè? Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là có lẽ là chơi piano khá hay và hát thì khá hay. Trời, piano mà kết hợp với sáu bầu vô ha, hòa quyện vô cũng hay lắm đó. Em điểm yếu của mình là gì? Đúng rồi. Điểm yếu của em có lẽ là em không rành đường xá. Em rất là hay bị quên á. Em đi em bị lạc đường hoài. Hồi nãy là có bị lạc đường không? Dạ, tại vì em biết là đó là điểm yếu của em cho nên em bắt đáp đi. Bây giờ hỏi tình duyên rồi coi. Sao em bao nhiêu mối tình rồi? Dạ hai ạ. Mỗi mối dài không? Mối tình đầu tiên là 4 năm. Dạ, còn mối tình thứ hai là 1 năm. Sao mà mối tình 4 năm chia tay vậy? Tại vì bạn đó đi du học cho nên là tụi em chia tay. Còn mối 1 năm có đi du học không? Dạ không ạ. Thực ra là bạn đó thì là một người sống khá trầm tính ấy, không ít nói. Còn em thì là thuộc loại người kiểu người là nó hoạt ngôn. Vậy em thích chia sẻ cái những gì trong lòng em nghĩ ra ấy. Nhưng mà hai bạn quen nhau nhưng mà kiểu ý là ít chia sẻ với nhau á, cho nên dẫn tới là không hiểu nhau lắm. Tức là hai tính cách khác nhau. Dạ, là không hiểu nhau đó. Bây giờ em có mấy mối tình rồi? Dạ thì do đặc thù của ngành IT ấy, thì cũng ít bạn gái. Do đó là hồi lớp 12 thì em cũng có quen bạn kia, nhưng mà do mối tình đầu thì nó cũng không có gì sâu sắc, chưa nắm tay luôn. Gần đây thì cũng có người quen giới thiệu thì em cũng có nhắn tin qua lại với một bạn thôi, nhưng mà cách đây 2 tháng rồi thì bạn không chấp nhận yêu xa, cho nên là bọn em chưa là người yêu luôn. Cũng chưa nắm tay luôn? Dạ chưa gặp mặt luôn. Ở đó giờ chưa có nụ hôn đầu tiên luôn. Dạ. Vậy em thấy người ta hôn em có rạo được không? Dạ, em coi phim Hàn Quốc em thấy hôn nhau là có cảm xúc đó. Còn cảm giác. Dạ. Giới tính rõ ràng. Đúng. Sao em thích bạn trai như thế nào? Bên kia là không có kinh nghiệm yêu luôn.
Nói thẳng luôn là nhà trai tôi còn zin đó. Cái mong muốn em có cái người bạn trai như thế nào? À, thật ra là em chỉ cần người đó chín chắn một chút, hiểu chuyện một chút ạ. Tại vì thật ra em tính em cũng còn khá là trẻ con á. Dạ, với cả biết ướt nữa. Nhưng là em cần cái một người có thể bảo bọc mà ấy là có thể cảm thông cho em được nhiều hơn ạ. Được không em? Mít ướt rồi đó. Dạ, bảo bọc được không? Cảm thông được không? Dạ được anh. Đó là ý kiến bên nhà gái, còn nhà trai sao? Em thì về ngoại hình thì ưa nhìn, còn về tính cách thì em mong muốn là bạn gái ngọt ngào như ca sĩ Cẩm Ly ha, dịu dàng như ca sĩ Tô Mi và hiểu chuyện như ca sĩ Mỹ Tâm. Trời đất ơi. Em thôi. Đâu mà ra con người tới. Không, đó là người tình lý tưởng. Khó lắm em. Không, em ý em là dịu dàng là được. Đúng rồi. Bây giờ nè, em cứ lúc nào cũng nghĩ Mỹ Tâm, Cẩm Ly rồi Tố Mi, Mỹ Tâm, Cẩm Ly, Tố Mi hoài. Trời ơi, bữa nào em nghĩ Ngọc Lan giùm anh cứ coi. Chị Ngọc Lan cũng rất là dịu dàng mà. Ngọc Lan là số 1 luôn á nha. Anh nói ông dễ thương lắm. Rồi chị lườm. Tao lườm mình ghê quá. Cái đó là cái mình mơ ước nhưng mà cũng vừa vừa thôi ha. Dạ. Rồi, em gái đi với ai vậy? À, dạ, hôm nay em đi một mình thôi. Rồi. Rồi, có chị Ngọc Lan lo ha. Em đi với ai? Dạ, em đi với mẹ. À, có mẹ ngồi đây hả? Hàng chị nãy giờ thấy mẹ cười tủm tỉm hoài. Cô ơi, cô nhìn con dâu tương lai của mình á, cô thấy cô gái này có hợp với con trai của mình không? Cô thấy cháu dễ thương, hiền lành, vui vẻ. Thì thôi, cô đến đây thì cũng muốn tìm bạn cho con cô. Thì cháu mà nhìn con cô mà thấy có cảm tình gì thì cô cũng mong hai đứa cho nhau một cơ hội. Tìm tới nhanh hơn, tiến tới hôn nhân cũng được. Trời ơi, cô mong có dâu lắm rồi hả cô? Thật ra là em thấy không, cô gương mặt rất là phúc hậu luôn, con trai y chang vậy luôn đó. Về làm dâu được nhà này khỏe lắm đó, không? Dạ. Rồi yên tâm, được rồi, thôi giờ mở rào cho hai đứa gặp mặt đi. Dạ. Để xem coi có một chút gì của Cẩm Ly hay là Mỹ Tâm hay Tú Mi hay Ngọc Lan gì không nha. Mở rào. Tiến tới. Dạ, em cảm ơn anh. À, em có một món quà. Dạ, anh hy vọng là anh sẽ thích. Nó nghe. Làm thơ liền luôn, có thơ gì không? Dạ, có. Anh có chuẩn bị một lá thư tình đầu tiên. Dạ. Tối hôm qua anh cũng vừa mới viết. Hy vọng là em đọc nó bây giờ và tâm tư tình cảm của anh là anh dành cho bức thư này. Dạ, vâng ạ. Dạ, em sẽ đọc cho mọi người cùng nghe ạ. Đưa tay anh bút cọng ngò, thương em đứt ruột anh vò nát thơm. Nếu lòng em có mến thương, xin em nhấn nút mở đường tình duyên. Trai thanh lịch gái thuyền quyên, ước gì ta được niên duyên vợ chồng. Những mong có chén rượu nồng, cùng nhau uống cạn trong lòng thủy chung. Được không em gái? À, em thấy khá hay ạ. À, thì lúc nãy anh có nghe em là giáo viên piano thì nói chung là anh cũng rất thích âm nhạc và bề ngoài thì anh thấy em rất là xinh gái và anh có lòng mến mộ một chút. Thứ hai là cái nghề nghiệp của em là về giáo viên dạy piano thì anh cũng rất là ưng bụng. Lần đầu tiên gặp anh thì em có cảm nhận như nào? À, thật ra mà lúc mà nhìn thấy anh á thì em cảm thấy anh cũng là một con người dễ mến. Có vẻ là anh là người sống tình cảm. Thế em nghĩ thế ạ. Về ngoại hình thì em thấy cũng ok. Dạ. Nếu mình quen nhau thì một tháng anh sẽ sắp xếp vô thăm em một lần, như vậy em có thấy hợp lý không? Anh đúng rồi, anh từ Gia Lai về đây thăm em. Được ạ. Anh khá là nghiêm túc trong tình yêu và đây cũng là mối tình đầu của anh luôn. Cho nên là anh cũng muốn em là tình cuối của anh. Và nếu được thì mình tìm hiểu nhau khoảng 6 tháng đến 1 năm thì lập gia đình, thì em thấy thời gian đó có phù hợp không? Dạ được ạ, không thành vấn đề. Mình gặp nhau ở chương trình thì cũng là một cái duyên. Thì anh mong muốn là nếu như anh đạt chuẩn theo yêu cầu của em thì anh rất hy vọng là em sẽ ấn nút và cho anh một cơ hội để mà mình tìm hiểu. Dạ, em hiểu ạ. Bây giờ nè, mỗi bên sẽ nói một chút xíu về quan điểm về gia đình, hôn nhân thế nào đi. Rồi tiền bạc thì ai giữ? Ví dụ như là sau này hai bọn mình lập gia đình á, thì anh cũng mong muốn là sẽ trích một phần tiền lương của anh để mà biếu cha mẹ. Yeah. Thì ví dụ như là lương anh 20 triệu thì anh sẽ
biếu cha mẹ khoảng 4 triệu. Anh giữ lại khoảng 1 triệu để lâu lâu bạn bè cà phê. Còn phần còn lại thì anh sẽ đưa cho em. Tại vì anh cũng không giỏi lắm trong việc quản lý tiền bạc. Dạ rồi, em hiểu ạ. Tính rất là rõ ràng luôn. Dạ. Em cũng thấy người... Anh thấy được không? Dạ, được ạ. Anh thấy chàng trai này tuy là chưa có người yêu lần nào nha, nhưng mà tính toán rất là kỹ và nói câu nào chắc câu đó luôn đó. Dạ. Bây giờ về đi, tới đây. Để tay vào đây. Em là lạnh quá. Dạ. Nhìn thẳng vào mắt nhau nào. Cảm giác nãy giờ mình nói chuyện cô ấy, mình thấy cô ấy thế nào, có hợp với mình không? Mình mong muốn gì mình nói cô ấy đi. À, anh thì gặp em là lần đầu tiên, nhưng mà anh cảm thấy rất là ưng ý. Và anh hy vọng là em cũng cho anh một cơ hội để mình đến với nhau. Dạ, dạ. Ok, mình về chỗ đi các bạn. Các bạn có 30 giây nhắm mắt lại, kiểm tra lại xem con tim mình có rung động trước đối phương này chưa. Nếu có, chúng ta cho cơ hội. Nếu không, chúng ta để cơ hội để cho người khác. Đừng làm mất thời gian của nhau nha. Rồi, để tay vào nút bấm. Chuẩn bị. 1 2 3 Chúc mừng em trai. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Nắm tay nhau đi các bạn. Đây là cái nắm tay thực sự thời gian đầu tiên hẹn hò với một người đàn ông. Chúc các em hạnh phúc nha. Dạ. Cảm ơn. Mời bạn nữ. Chào cô gái. Mời cô gái ngồi. Mời em trai. Rồi ngồi đi em trai. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Dạ. Em tên là Võ Triệu Quỳnh Như, em sinh năm 1995, quê quán em ở Gò Công, hiện tại em đang làm ngân hàng ạ. Làm ngân hàng ở đâu Như? Em làm ở Tiền Giang luôn ạ. Tiền Giang, Gò Công luôn ha? Dạ. Rồi, mời nhà trai. Dạ, xin chào MC Quỳnh Linh, chào chị Ngọc Lan và cùng toàn thể mọi người. Em tên là anh Thao, hiện nay là 31 tuổi, kinh doanh online về mảng thú cưng. Bán gì? Dạ, bán phụ kiện quần áo của thú cưng. À, quần áo của thú hả? Dạ. Nghề này đang hot lắm hả nha? Dạ. Rồi, nhà gái cho chúng tôi biết chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm đi. Ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Khuyết điểm của em là em hay quên với lại hay ngủ. Hay ngủ? Dạ. Đã quên rồi còn ngủ nữa. Ừ, là ngủ quên luôn á. Ngày nào cũng vậy luôn á hả? Dạ, thì bữa hay quên, bữa hay ngủ vậy đó anh. Trời ơi, vậy dạ. Mà ăn gì nữa trời. Đi làm là hay trễ lắm đúng không? Dạ không, đi làm không có trễ chị. Có kỹ nghĩa là em làm về mệt là em ngủ liền luôn. À. Em ngủ xong rồi em mới dậy em ăn. Tức là ngủ cái là bất tỉnh nhân sự luôn. Dạ đúng rồi chị. Bữa nào mà người ta mượn tiền, lấy tiền thì cái ngân hàng mà quên là mệt lắm á nha. Dạ thì nó không có đó anh Quyền Linh ơi. Làm việc thì đâu vô đó hả? Có chỉ về nhà là em mới buồn ngủ thôi. Bên đây sao, có ngủ quên gì không? Dạ không anh. Thì em cũng tỉnh nhiều hơn bạn ngủ. Em làm cái ngày này lâu chưa? Dạ thì trước em có học bên Đại học Nguyễn Tất Thành, tốt nghiệp tài chính ngân hàng rồi cũng làm bên ngân hàng. Nhưng mà rồi cái duyên mình nó không có hợp với ngành đó. Đang học ngân hàng, làm tài chính ngân hàng rồi tự nhiên quay về bán đồ cho chó là sao? Dạ, thì cũng một phần là mình cũng thích động vật. À, thích động vật mới quay về đúng không? Dạ. Vậy em không thích ngân hàng? Dạ, cũng có thích một phần cho nên mình mới đi theo tài chính ngân hàng. Người ta buôn bán cái này người ta giàu lắm đó. Đã gọi là thú cưng là giàu lắm đó. Mà kêu bán được cho chó nha. Chó đi tốn tiền hơn chích người nữa ông ơi. Rồi mua quần áo cho chó, mua dây xích cho chó, mua bông tai cho chó, mua bao tai, rồi mua mắt kiến cho chó, mua nón, mua bông tùm lum cho chó hết trơn rồi đúng không? Dạ. Hiện tại em cũng có cái nghiệp của mẹ, bán tiệm mắt kính. Mắt kính của người á. Mắt kính của người á. Mẹ tính của người. Tôi giật mình, tôi tưởng bán mắt kính cho chó luôn chứ. Bán phụ kiện cho chó, dạ. Bán mắt kính cho người. Mà hai cửa hàng kế bên không? Mắt kiến là của mẹ, là đang dưới quê, dưới Bình Thuận. Quê Bình Thuận, dạ. Tức là mẹ đang bán mắt kiến ở dưới. Dạ. Bây giờ mình sống ở đâu nè em trai? Dạ, hiện tại em đang ở bên quận Phú Nhuận. Phú Nhuận ở nhà ai? Đó là nhà của hồi trước thì ba mẹ mua cho anh chị em ở. À. Xong rồi sau khi kinh doanh thú cưng á. À. Thì cũng để dành được vốn rồi. Rồi mình kêu mấy anh chị em ủy quyền lại rồi. Ủy quyền lại rồi? Dạ. Ra tên em chưa? Dạ rồi. Trời ơi, ngon lành quá. Nhà, nhà,
Nhà, phải... cao không? Nhà quá liền. Nhà cao không? Dạ, chào chị. Dạ, chào em. Dạ, thì cái nhà đó cũng vừa thôi. Có phòng ngủ rồi. Mấy tắm? Có 2 tắm thôi. Ngang nhiêu dài nhiêu? Thấy tôi nhà 2 tấm là thấy cao rồi đó. Ngang nhiêu nhà dài nhiêu? Theo giấy tờ thì là khoảng 6x6. Trời ơi, ngon rồi. Đó là giấy tờ hả? Thôi. Bình Thạnh hả? Phú Nhuận. Ở Phú Nhuận hả? Giấy tờ thôi, còn xung quanh chưa giấy tờ chưa tính. Trời ơi. Thế bà xui thấy ngon không? Ngon. Ngon không? Ngon. Vậy khỏi hỏi gì cho tôi thấy có nhà được rồi đó, 2 tấm được rồi. Không, tôi vẫn phải hỏi chứ. Hả? Xây thêm chung cu nữa tấm 2 tấm rưỡi. Làm gì làm chứ cũng phải hỏi cho nó đàng hoàng. Hỏi đi rồi. Thấy. Thấy khỏe đó, nhà trai tao chuẩn bị sẵn rồi. Đúng rồi, về tương lai, về kinh tế là về là chỉ có gọi là làm ở trong cái nhà thêm. 2 tấm thì lo cho chó mèo này kia thôi. Kiếm thêm mà đắp vô thêm thôi. Đúng rồi. Không có gì hết. Lâu lâu về Bình Thuận xin kiến không bán thôi. Bao nhiêu mối tình rồi? Dạ thì thời sinh viên thì em có một mối tình. Mấy năm thôi. Có mối thôi hả? Dạ. Tới giờ. Còn mấy năm gần đây thì cũng không sâu đậm lắm. Dạ. Cũng không sâu đậm lắm, vậy thôi. Thôi khỏi đi. Tới đó thôi. Vậy được rồi. Cái gì quá khứ hay để cho nó ngủ yên. Nói chung bán đồ cho chó mấy cô mà đại gia hay ẵm con chó vô. Ồ, cưng lắm. Gắn bông qua rồi quần áo rồi vô. Nhiều khi có gắn... Có nằm để ý khách hàng chưa? Thì các bạn sinh viên đó là cũng nuôi chó đó. Mình nói chung cũng ấy thôi. À là mấy cái mối tình đó là cũng thông qua chó đó. Là cũng thông qua chó đó. Mấy mối tình mà nó nói thông qua chó. Nhưng mà thấy coi bộ là cũng không hợp mạng đó. Chắc không hợp mạng cho nên thôi. Dạ. Để tôi qua tôi có nhà gái còn sao. Mà đây có con chó nào không chứ. Thấy tôi dính tới chó nữa cũng không hay lắm. Gái xinh đẹp nha. Dạ, cảm ơn anh ạ. À, xinh đẹp mặc áo dài đẹp luôn nha. Dạ. Mình ở Gò Công là ở ngay thị xã không? Dạ, em làm ngay thị xã mà em ở Gò Công Tây. Gò Công Tây. Dạ. Gần biển Tân Thành không? Dạ không, biển Thành ở Gò Công Đông. Gò Đông. Dạ. Biển Dàm Láng ha? Dạ không luôn. Không luôn vậy chứ ở Gò Công nó Gò Công Dàm Láng là ở Gò Công Đông luôn. Gò Đông luôn. Dạ, ở Gò Tây thì không có biển. Là qua cầu Thạnh Mỹ Lợi là tới chưa? Còn dưới này, tại giáp ranh với Gò Công á anh. À vậy là vừa tới là tới mình tới trước đúng không? Sao mình đi vòng dạ. Qua Mỹ Tho đúng không? Dạ đúng rồi. Đúng dạ. Rồi. Ok, vậy cũng không không xa lắm. Thẳng dạ. Quốc lộ 50 đúng không? Thẳng dạ. Quốc lộ 50 đi dạ, quốc lộ 1 cũng được. Dạ. Mà không đi cũng tới. Không được. Không được. Trời ơi, còn tỉnh táo lắm chứ bộ, còn tỉnh táo lắm. Giờ dạ, mình có mấy mối tình này? Dạ, có một mối tình mà cũng lâu rồi anh Quỳnh Linh, một năm mà quen nhau một năm. Năm hả? Dạ. Bao lâu rồi chưa có mối tình nào? Dạ, 4 năm mà. 4 năm rồi ha? Dạ. Giờ thấy anh bán chó bên được không? Bán phụ kiện cho chó là được không? Dạ, nghe thì em thấy cũng được á anh. Dễ thương, có duyên lắm á. Dạ. À, bây giờ nếu lấy chồng về thành phố sống được không? Dạ, được anh. Mình dạ, đang làm ngân hàng đúng không? Dạ. Chuyển ngân hàng dễ thôi. Dạ, dễ. Rồi, bây giờ dạ. Mình muốn người chồng lý tưởng với tiêu chí thế nào mình có thể thông báo coi giống bên kia không? Dạ, em tiêu chuẩn em là thích người không hút thuốc nè. Ừ. À, đừng có gia trưởng. Rồi. Với lại không có... không gia trưởng, không thuốc, biết kính trên nhường dưới. Dạ, có nhiêu đó đủ không? Có thuốc không? Dạ không chị, em thì được cái không rượu bia, cờ bạc, lá. Dạ. Có gia trưởng không? Gia trưởng thì em cũng không có. Chắc thấy nó không có nổi đâu, này hiền lắm. Được, ổn rồi đó. Rồi mình không thích điều gì vậy đàn ông? Dạ, em không thích hút thuốc anh. Không thuốc ha? Dạ. Bên đây là không hút thuốc vậy chứ. Dạ. Bây giờ mình muốn có bạn gái như thế nào? Nói cho chị Lan nghe coi. Dạ, thì bạn gái thì nếu được thì có đạo Thiên Chúa. Thì cái đó cũng một cái duyên thôi. Còn không có thì cũng được. Em có đạo hả? Dạ, em đạo Thiên Chúa. Tiền Giang chắc không có rồi. Dạ, mà không có không sao đúng không? Tây dạ, không có cũng không sao. Thì quan trọng bạn đó có sau này thì hướng theo được không được thôi. Bây giờ cũng thoáng rồi ha, hướng dạ. Theo được, hướng không hướng thì đạo ai nó giữ ha. Dạ đúng rồi. Đó rồi gì nữa? Thì có ngoại hình khỏe mạnh tốt. Khỏe. Trời khỏe re. Bên kia khỏe lắm. Rồi gì nữa? Thì có cao hay thấp? Cao cỡ chị MC là được rồi. Dạ. Dạ. Hơn. Bởi nó ngon hơn tôi luôn đó. MC cửa gì? Vậy vậy sao? Vậy cửa MC gì? Cửa nẻo gì đây? Nhiều cửa MC nhiều cửa. Ừ hơn. Đó, dễ thương đó.
Rồi gì nữa, em có điều gì không thích ở Phụ Nữ? Cho em đòi hỏi cao cỡ nào cao đó. Dân thì... Tiền Giang tôi xinh đẹp không ông ơi. Thì em thì có một cái khuyết điểm là có Facebook hay Zalo á. Ừ. Nhưng mà em có nghĩa là em người con gái đó mà không tương tác á là em cũng ít khi nói chuyện được nữa. Tại 2 đến 3 ngày là em hết chuyện để em nói. À, phải tương tác như Facebook, Zalo đúng không? Có nghĩa là không, có nghĩa là mình hỏi cái gì đó hoặc là bạn đó có cái chuyện gì đó bạn hỏi ngược lại mình. Người ta bận quá sao đâu có tương tác được đâu. Em rất dễ, cái đó mấy ngày cũng được. Nhưng mà ý là phải tương tác đúng không? Phải nói qua nói lại á, giống như chứ đừng để mình nhắn tin một hồi mình im lặng. Thì... tức là thấy đọc mà không trả lời đúng không? Dạ. Cái này hoặc là không đọc luôn á. Em ý kiến cái là ví dụ như anh nhắn tin em trong giờ em làm là em không có thời gian để em trả lời lại. Đúng rồi. Dạ. À, không, cái đó không sao em, có nghĩa là đừng để qua 2-3 ngày. Thì có nghĩa là anh không thấy có một cái câu trả lời hay là đúng rồi, yêu nhau mà làm sao để 2-3 ngày. Nhưng mà ở bên đây người ta có cái yếu điểm tức là người ta đọc người ta quên trả lời. Chiều cái thứ hai đúng rồi, ta hay quên. Ta đọc xong ta ngủ ta quên trả lời luôn. Người ta hay quên đó, đi làm về ta mệt ta ngủ luôn. Ừ, ta có hai cái đặc điểm đó mà. Thì em cũng hy vọng là có thời gian để mình gặp mặt nhiều hơn. Ừ, vậy đó, vậy đi đó. Dễ chịu. Vậy dễ chịu. Bây giờ mình hỏi người thân đi. Bây giờ mình đi với ai nè em gái? Dạ em đi với anh chị hai, với lại bạn thân, với lại cháu của em. Thôi đi cả nhà luôn nha ha. Chào anh chị hai, chào cháu, chào bạn thân luôn. Dạ chào cả nhà. Chào anh Nguyễn Linh và chị Ngọc Lan và mọi người trong trường quay. Là với em trai đây, cảm nhận thì thấy em trai này thì hiền. Còn phần em gái em thì anh cho mong có cơ hội bấm nút để tìm hiểu nhau. Còn em chọn ai thì vì anh em mình là với gia đình là theo em hết. Cưng em gái lắm, tại ba anh em trai có đứa em gái Út mà. À, buồn lắm hả? Cưng. Nói với anh về câu đi. Thì hiện tại thì em cũng làm việc ở Sài Gòn. Bạn nữ thì nếu có dịp thì xin phép anh với gia đình cho em tiếp xúc gặp gỡ với bạn nữ nhiều hơn. Hẹn về Tiền Giang nhậu. Em không có rượu bia nhiều. Thì bữa nào nếu mà anh em mình xuống Tiền Giang, anh dẫn em đi chơi hay là thăm miền Tây. Em vẫn chưa đi miền Tây nhiều. Ok, ví dụ có là anh em của anh với ông già cũng không nhậu luôn. Vậy được, cũng gặp hơi đó. Anh em trai với ông già cũng không nhậu. Anh thì ở nhà Sài Gòn này cũng ít có về quê, đám tiệc mới về quê. Dạ. Còn em Út thì ở cha mẹ đi làm vậy thôi, còn anh em cũng ở riêng hết rồi. Hỏi anh có nuôi chó không? tặng mấy bộ đồ. Anh có ở nhà có ai thích chó thú cưng không anh? Con gái Út thích chó lắm. Dạ. Mà không có thời gian để chăm sóc, không có nuôi. Bữa nào em tặng cho con hay là em với bạn gái đó sẽ cùng chăm sóc với con chó. Okay, dạ. Nói rồi, hai cái cuộc tình trước dính với con chó nó không có hên. Rồi bây giờ còn hứa hẹn nuôi chó chi vậy trời. Rồi. Đi với ai cưng? Dạ em đi với anh rể với mẹ. À có mẹ đây nữa hả? Dạ chào gia đình. Từ Bình Thuận vô luôn hả bác? Sống ở Bình Thuận nhưng mà gốc thì Tiền Giang. Ngày trước ở Mỹ Tho. Ủa vậy đó hả? Trời ơi. Về gặp quá. Gặp cháu đây thì cũng là cái duyên. Thấy cũng dễ thương lắm, rất là thích. Con trai tôi thì trước là nó đi chọn nghề ngân hàng, tôi thì làm ngành y, cũng đã nghỉ hưu thì mới muốn cho nó tiếp là quản lại cái công việc của mình, cũng cho nó học văn bằng 2 về y chuyên khoa mắt rồi. Cháu nó còn trẻ, có nhà thành phố thì nó cũng thuận lợi cho cái công việc làm ăn của cháu. Thì ban đầu mình cũng phản đối, cháu mèo lúng túng quá, thì sau này mình vào thì mình thấy nó làm cũng được, nó cũng năng động thì thôi mình cũng chấp nhận. Nhưng mà giờ á, thí dụ nó muốn lấy vợ liền cô đồng ý không? Đồng ý chứ, cháu là sinh năm 91, là tuổi mùi là đã 31 tuổi rồi. Gặp cháu gái đây thì cũng quá là xinh đẹp, quý mến, cao ráo, nó hợp với lại mẹ bên này. Cũng mong là các cháu cũng tạo cho nhau cái điều kiện quen biết, tìm hiểu, rồi tiến được đến hôn nhân thì tốt, còn không được thì là bạn tốt của nhau thôi. Dạ. Thì cũng xin cảm ơn một lần nữa và chúc hai cháu cũng được tốt đẹp. Dạ, cảm ơn cô nha. Thôi mở rào thôi. Mở rào. Anh có chút quà anh tặng em. Dân Tiền Giang tụi ai cũng đẹp hơn ôi. Mình mở quà ra mình coi nhà trai tặng mình gì nè. Dạ. Cái đó là cái đèn trang trí đó em. Dạ. Để em để trên bàn có gì em có thể nhớ đến anh. Dạ rồi em cảm ơn anh ạ. Dạ. Này gì cầm ra. Rồi bây giờ hai bạn nói chuyện với nhau đi. Hiện tại em làm ngân hàng là ở
đâu em? Dạ ở Gò Công luôn anh. Gò Công hả? Dạ. Em có hay lên Sài Gòn chơi không? Dạ có, anh em cũng hay lên Sài Gòn, có là... việc thì em lên ạ. Dạ. Là hình như là anh em là ở Sài Gòn. Dạ. À. Anh em ở Sài Gòn. Gì tớ hỏi tới đó hết rồi. À, anh thì cũng hay, anh cũng chưa đi về miền Tây nhiều. Dạ. Thì nếu được thì bữa nào em dẫn anh đi Chợ Nổi hay là em có gần Chợ Nổi không? Dạ không, Chợ Nổi em cũng chưa đi nữa anh. Dạ, dạ nếu có dịp hai mình cùng đi. Dạ, dạ. Rồi, cảm ơn. Ta Gò Công dẫn đi biển. Dẫn đi biển Gò Công sao ta? Dạ, biển Gò Công thì cũng không được lung linh đẹp bằng biển Vũng Tàu với, nhưng mà chụp hình chỉnh màu thì đẹp anh. Biển Gò Công nghêu nhiều chứ tắm không đẹp. Dạ, không có nghêu. Gò Công là đi thăm mấy cái nhà cổ người ta quay phim đó, là mấy cái dạ. Chỗ đó đẹp lắm đó. Dạ. Hình như dưới đó cũng có khu du lịch. Đúng không em? Dạ, cũng có vài cái mà anh, nhưng cũng ít khách du lịch lắm. Dạ. Rồi giờ hỏi nó tới chuyện hẹn hò sao? Hẹn Sài Gòn Gò Công mà tính đường đi làm sao? Chàng trai. À, thường thì thứ bảy là em được nghỉ đúng không? Dạ, cuối tuần thì thứ bảy chủ nhật em nghỉ. Anh thì anh làm việc, em là chủ cho nên anh có thể thời gian anh cũng khá rảnh. Dạ. Thì nếu được thì một tuần hoặc một tháng gì đó, tùy vào công việc em sắp xếp, anh có thể xuống vào thứ bảy chủ nhật để hy vọng gia đình bên em có thể đãi anh hoặc là dẫn anh đi chơi. Dạ. À, em thấy tình hình cũng được không? Dạ được anh. Nói thiệt anh cũng không biết, cũng hơi run. Đúng quá. Thấy bạn nữ đẹp quá anh Linh. Đẹp xong đẹp. Trời ơi. Tới công chuyện luôn rồi đó. Nãy tôi bước qua nó không khen tôi đẹp tiếng nào luôn á. Bây giờ đó. Tức. Bây giờ mình run quá, bây giờ mình hát bài nào đó. Thấy không? Coi đỡ run nè. Tới gần đó, tới gần đó. Nắm tay cho đỡ run coi. Anh xin phép em đứng lên. Dạ. Anh có thể tặng cho em một bài thơ đi. Dạ. Dạ. Nắm tay rồi. Em chưa thuộc thơ anh. Trời làm... ơi. Xin phép em hả? Không có thuộc thì tôi chết rồi. Thì cái bài thơ này là ba anh tặng mẹ anh. Dạ. Ngày đám cưới của ba mẹ. Dạ. Thì cách đây cỡ 10 ngày. Thì cũng là ngày kỷ niệm 40 năm của ba mẹ. Yeah. Thì đó thì anh xin phép đọc ha. Yeah. Mai em về, mẹ anh chải cho em mái tóc bồng bềnh, để tình em cũng lớn mênh mông. Bố gọi tên em là rừng hoa nở, nên giờ đây em như mùa xuân. Chị dạy em quen từng trang sách vở, thở ban đầu mũi chỉ đường kim. Em sớm hiền ngoan một thời con gái, nửa mai về nhớ kể cho con. Em đến với anh thở còn tóc thả, duyên chưa tròn trong áo lụa Hà Đông. Anh mới nghiêng bút nửa chừng gian dở, cưới nhau về tay vẫn trắng không. Ta gặp nhau giữa quãng đời vất vả, mến nhau nhiều qua cuộc sống gian truân. Dẫu yêu thương phải tràn ngàn tranh đấu, mai em về cho đỏ pháo thênh thang. Mai em về cho hạ trắng huy hoàng, anh đón em cả tuổi xuân. Anh đón em cả tuổi xuân dành tặng, hỡi thời gian đến đâu là biên giới. Mai em về cho gần nỗi truân chuyên. Thì bài thơ này thì anh cũng muốn em có một cái gì đó về bên cạnh anh, và cho anh một cái cơ hội để gặp được em. Là một cái duyên rồi. Dạ. Thì cái này cũng là một cái phần nào đó để anh gửi gắm đến em. Dạ, dạ. Cảm ơn anh, cảm ơn bài thơ của anh. Dạ. Anh gái hát bài tặng liền. Dạ. Đó, hả? Dạ. Một chút nữa nhớ gửi cho chị Lan bài thơ đó nha. Dạ. Chị Lan thích bài này quá. Tôi nói về ông già ông buồn suốt đời luôn. Bài thơ ông già tặng bà già phải thuộc cho hết. Hiểu không? Ai mà bài thơ vậy mà không chịu thuộc. Em hứa với anh Quyền Linh, anh gái, thì khi nào mà có dịp em sẽ làm một bài thơ tương tự như vậy để tặng cho bạn gái. Nhớ làm nha. Dạ. Làm là phải thuộc nha. Rồi. Bây giờ
hai đứa nhìn thẳng vô mắt nhau. Đó, bây giờ nói là không có đọc thơ gì nữa, không có đọc thơ của ai hết, nói từ trái tim của mình, cảm xúc nắm tay em thấy sao, thấy lúc này em sao, anh gì đó nói hết cho bạn nghe đi. Thì anh cũng hiện tại thì anh làm việc online một mình cũng được 7 năm rồi. Yeah. Thì cũng có một người nào đó cùng theo anh theo những khoảng đời còn lại, khoảng thời gian còn lại đó, thì hy vọng em sẽ cùng anh đi tiếp những công việc và giai đoạn cần là tiếp theo. Yeah. Anh hứa gì đó, anh hứa gì để cho em yên tâm, em bỏ Gò Công lên Sài Gòn chứ. Thì ở Sài Gòn thì anh cũng ở 13 năm, những công việc, những bạn bè thì anh cũng có thể quen. Thì nếu được á thì ngân hàng mình cũng có thể xin ở chuyển công tác hoặc là gì đó. Thì anh sẽ hứa cố gắng xin cho em làm việc ở trên Sài Gòn để gần anh. Rồi. Nói gì, nhà gái nói gì. Rồi, trở về đây ngồi đi. Không cho nhà gái nói luôn. Giờ đó bắt đầu nói đi nè. Bây giờ chưa? Bây giờ là mình nói chút xíu tương lai đi. Đúng rồi. Em hỏi đi, thí dụ giờ tụi mình vậy, rồi em chừng nào em có thể cho anh bước tới gì đó, hỏi đi. Thì em hiện tại thì em muốn mình sinh mấy đứa. Không, chưa vô đám cưới hỏi mấy đứa rồi. Xin mấy đứa người ta hỏi kìa, nói đi. Dạ. Duyên trời cho mấy đứa. Thì em định khi nào mình có thể, sau khi quen được bao lâu thì em có thể tiến tới hôn nhân? Dạ, em cũng không nói trước thời gian, mà khi nào mình tìm hiểu nhau rồi tiến tới hôn nhân anh. Chứ em không định thời gian là dài hay ngắn gì hết. Dạ. Đủ hiểu là mình cưới nhau được. Sau khi mở rèm thì em cảm rèm thấy nào đây làm gì có rèm. Sợ mở rào. Dạ, sau khi mở rào á thì em cảm nhìn anh cảm thấy thế nào? Dạ, em cũng thích người tròn tròn giống như anh, cũng là gu của em. Dạ. Cảm ơn em. Dạ. Gu anh. Dạ. Rồi thôi được rồi. Bây giờ là tùy ý bạn gái nha. Nãy giờ tất cả những gì bạn trai đã thể hiện rồi, những lời hứa, những lời gọi là chia sẻ rất là thật lòng rồi. Quan trọng là bấm hay không là do em gái. Còn mình đàn ông mình để tay bấm, mình thích bấm luôn. Nha, không chờ đợi gì hết. Đó. Bạn gái hãy suy nghĩ về những cái cảm giác vừa rồi, về những cái lời nói vừa rồi, xem có phù hợp với mình hay không, có phải là người mà mình tìm kiếm hay không. Và hai bạn sẽ đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan nha. 1 2 3 Nè, bây giờ chính thức hai đứa hẹn hò nhau rồi. Nắm tay đi. Cho anh xin phép. Dạ. Bây giờ xin phép anh trai đại diện cho gia đình đó cho tụi em quen nhau, tìm hiểu nhau. Em hứa sẽ bảo vệ, chăm sóc bạn gái gì đó cho đến răng long đầu bạc gì, thí dụ gì. Tùy đó, tùy em nói sao nói đó. Dạ, xin phép anh trai và họ hàng. Đàn gái thì em với bạn nữ này sẽ tìm được phép được tìm hiểu trong thời gian tới, nếu có duyên anh em mình gặp nhau dưới Tiền Giang. Dạ. Ok. Rồi. Có nói gì với mẹ của bạn trai mình không? Dạ. Con cảm ơn bác, những lời nói hồi nãy bác đã dành tặng cho con. Con với hôm nay con đã đồng ý để tìm hiểu với anh. Dạ. Bắt đầu rung rồi đó. Giờ chỉnh màu nó sẽ nét đó nha. Dạ. Cái câu này duy nhất là chỉnh màu nó sẽ đẹp đó. Không biết. À, xin phép anh cho em hôn bạn gái một cái. Đẹp lắm đó. Nè, cố gắng nha. Dạ. Đừng để mất Tiền Giang tôi nha. Dạ. Tiền Giang tôi ngon lành lắm á. Hai bạn này nó công nhận rất là đẹp đôi luôn. Này nó hiền,
Dạ. Tốt. Đây cũng có hiền vậy. Đó chưa chắc hiền đâu nha. Hiền. Dễ thương chết luôn. Đây sắc sảo lắm á, chỉnh màu biết mới biết nét gì nữa. Bây giờ ai cũng chụp hình, người ta cũng biết chỉnh hình hết á. Rồi. Rồi cố gắng lên nha. Dạ. Nhớ cố gắng về, tôi về Tiền Giang chung cho. Dạ. Gần nhà nhớ mời tôi nha. Dạ. Lúc đó anh mời anh Quyền lên. Nhớ tặng tôi bộ đồ con chó nha. Có nuôi chó không? Có. Hả? Anh có nuôi chó không? Không, tặng cho nhỏ bạn. Rồi cũng được. Bữa nay có nhỏ bạn luôn.